Vâng, xin chào anh em, tớ là Nguyễn Quang Thuận, AutoCAD đây. Trong video này tớ sẽ chia sẻ cho anh em về cách thức dành cho những em mới bắt đầu học AutoCAD nhé. Cách thức để chúng ta có thể quét chọn được một đối tượng và thao tác những vùng chọn ở trong AutoCAD. Thì đây là một trong những bước rất là quan trọng ở trong cái quá trình mà chúng ta học về AutoCAD. Để mà thành thạo từ AutoCAD từ cơ bản đến nâng cao ấy, chúng ta phải trải qua, tôi đã thống kê khoảng tầm 13 chương như này. Đấy, thì cái phần quét chọn là phần rất là quan trọng. Đấy, nó là cái phần ở trong cái phần khởi động chương 1 này. Tôi đã liệt kê cho anh em. Đấy, những em nào học vào của tớ thì đã đều nắm được rất rõ. Thì đầu tiên cái vùng chọn này thì ta sẽ có 3 cách. Cách số 1 là ta nhấp trực tiếp chuột trái vào đối tượng. Cách số 2 là chúng ta sẽ quét chọn từ phải qua trái này. Đấy, cách số 3. Đấy, cách số 3 ở đây nó là từ trái qua phải chúng ta có thể chọn được đối tượng. Đấy, và số 4 chúng ta sẽ có một cái lưu ý, đó là bỏ chọn. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết về cái cách thức ta thao tác với cái vùng chọn này. Dạ, dành cho anh em mới bắt đầu nhé. Ok, đầu tiên là nhấp chuột trái vào đối tượng. Thế thì khi anh em mở phần mềm AutoCAD lên ấy, đấy, chẳng hạn như chúng ta sẽ có một vài đối tượng chúng ta đã vẽ ra, chứ mình vẽ được rectangle này. Đấy, ok chưa? Mình sẽ nhân bản một hai đối tượng để chúng ta có thể thao tác được cái minh họa ví dụ này. Đầu tiên là anh em sẽ nhấp chuột trái vào đối tượng, tức là ta sẽ chỉ vào đối tượng. Đấy, ta bấm chuột, kích chuột trái này. Đó. Thì là từng lần lượt cái đối tượng chúng ta sẽ được chọn thành công. Ok ạ. Và để bỏ chọn tất cả thì chúng ta sẽ có cái phím Escape ở trên bàn phím này. Phím ESC ở góc trái trên cùng bàn phím. Đó, anh em nào chơi game nhiều thì chắc là cũng không còn xa lạ với phím ESC này, Escape này. Được chưa? Đó, khi chúng ta chọn một hoặc nhiều đối tượng mà chúng ta muốn bỏ chọn trở về trạng thái nghỉ thì chúng ta sẽ có Escape. Đấy là cách thức số 1, cách thức đầu tiên. Đó là chấp chuột trái vào đối tượng. Cách số 2 là chúng ta sẽ quét chọn từ phải qua trái. Và nó có một cái ghi chú ở đây là xanh lá, tức là cái vùng chọn nó màu xanh lá. Đây, từ phải qua trái này. Tức là chúng ta sẽ làm như nào? Là chúng ta sẽ, nếu trường hợp mà trong cái bản vẽ ta có nhiều đối tượng thì chúng ta sẽ phải dùng là vùng chọn. Vùng chọn để làm gì ạ? Để mà chúng ta có thể là quét được nhanh nhiều đối tượng. Chứ chúng ta click từng đối tượng này thì mất thời gian quá, đúng không ạ? Rất là lâu. Thì chúng ta sẽ quét dạng nhiều đối tượng như thế này. Đấy. Quét dạng như này. Thì đây là gọi là vùng chọn. Và khi chúng ta kích từ phải qua trái thì nó sẽ có một cái màu xanh lá như này. Đấy, cái vùng chọn màu xanh lá như này. Đấy, thế thì cái cách thức từ phải qua trái này hay là cách thức một cái vùng xanh lá này thì ý nghĩa nó như nào? Là tất cả những đối tượng nó nằm trong cái vùng chọn này. Đây, đây gọi là nằm trong. Đồng thời những đối tượng mà được chạm qua một phần thì cũng được chọn nhé. Đây, giả sử như là tớ quét chọn phân vùng như này thì đây là đối tượng đã nằm trong này thì nó sẽ được chọn, và những cái đối tượng mà nó được chạm qua một phần ở đây thì nó cũng được chọn luôn. Đây, giả sử như này đã. Thì toàn bộ là 9 cái ô vuông này đã được chọn. Ok chưa anh em? Đó, thì đây là thao tác từ phải qua trái, là chỉ cần mớm chạm thôi, mớm chạm vào đối tượng, một phần đối tượng thôi. Đấy, mớm chạm vào cạnh này. Đó, nó đã được quét chọn rồi và đối tượng đó được chọn. Và khi chúng ta quét chọn nhiều đối tượng này thì chúng ta chỉ cần theo cái phần vùng loại trừ thôi. Đấy, chúng ta quan sát thấy và chúng ta muốn chọn đối tượng nào, chúng ta chỉ cần chạm vào một cạnh cho nó đã ok. Tuyệt vời không anh em? Rất là tuyệt vời. Thế còn cách thức tiếp theo là từ trái qua phải, cách thức số 3 là nó sẽ có màu xanh lục. Xanh lục thì chúng ta sẽ kích từ trái qua phải, tức là chúng ta sẽ tích một điểm bên ngoài này. Đấy, và dê cái chuột nó sẽ tạo ra một cái phân vùng chọn là màu xanh lam. Đấy, thì nó cũng gần giống với lại cái màu xanh lá cây lúc nãy thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì tính năng này nó hơi khác một chút, đó là những đối tượng mà chúng ta quét qua nằm trong vùng thì sẽ được chọn. Ngoài ra những cái đối tượng nào mà chỉ được quét qua một phần thì nó sẽ không được chọn nha anh em nhé. Đấy, những cái này nó sẽ không được chọn này, và cái này nó sẽ được chọn này. Ok chưa anh em? Đấy, những đối tượng nào mà được quét qua nằm toàn bộ trong cái vùng này thì được chọn. Còn nếu chúng ta quét qua một phần này đấy, thì vẫn là mình đang quét qua 9 cái ô vuông này, nhưng mà chỉ có 4 ô vuông được chọn thôi, những ô vuông còn lại sẽ không được chọn. Đấy là sự khác nhau giữa cái phần quét chọn từ phải qua trái cũng như là từ trái qua phải. Rất đơn giản như vậy thôi, nhưng mà với anh em bắt đầu thì anh em gần như sẽ phải luyện. Đấy, một số trường hợp làm sao, khi nào thì chúng ta sẽ cần phải chọn là từ phải qua trái. Đấy, và khi nào thì chúng ta nên chọn từ trái qua phải, thì giả sử như là chúng ta muốn chọn kiểu sàng lọc ấy, ví dụ chọn một ô vuông ở đây
đúng không ạ, một ô vuông ở giữa này, giả sử mình đổi màu đi thấy không? Thì không thể nào chúng ta cùng cách chọn là từ phải qua trái này được, đúng không ạ? Đấy, đây. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể zoom lớn là kích 1. Nhưng giả sử chúng ta dùng vùng chọn thì chúng ta không thể nào quét chọn từ trái phải qua trái này được, thì nó sẽ rất là dễ bám vào những đối tượng khác. Thì khi đấy chúng ta sẽ dùng từ trái qua phải như này. Đấy, dù chúng ta có quét có rộng hơn cái đối tượng thì nó chúng ta chỉ chọn được một thôi. Đó, rất là tuyệt vời. Đấy, cái tiếp theo là cái số 4 để thao tác được cái vùng chọn, đó là cái vùng shift, cũng rất quan trọng. Nhớ anh em mà đã chọn được đối tượng trong AutoCAD rồi ấy, trên bản vẽ của chúng ta rồi ấy. Đấy, nhưng mà chúng ta muốn loại bỏ đi, ví dụ chẳng hạn như là cái hàng cuối cùng này, thì các bạn chỉ cần giữ nguyên shift thôi và quét chọn tiếp theo, nguyên shift và quét chọn. Đấy, thì chúng ta vẫn áp dụng là từ phải qua trái, từ trái qua phải thôi. Thường người ta nếu bỏ chọn thì ta dùng từ phải qua trái này. Đấy, từ phải qua trái màu xanh này thì nó sẽ tương thích hơn. Đấy, thì ta thực hiện sự phím shift trên bàn phím. Đấy, thì nó sẽ bỏ chọn. Còn nếu mà ta thả phím shift ra thì lại chọn được lại như bình thường. Đó. Thì đây là những cái cách thao tác được với cái vùng chọn ở trong AutoCAD. Và có một cái lưu ý nữa, lưu ý số 5. Ở đây mình sẽ làm một cái lưu ý số 5, đó là nhiều các anh em mà dùng CAD đời cao ấy. Đấy, thay đổi vùng chọn. Thay đổi cái vùng chọn này, nhớ anh em là khi mà chưa thiết lập ấy, trong bảng OP option này, đấy thì anh em kích vào cái phần về Alloso thì mặc định ban đầu của CAD ấy, nó sẽ bị quét chọn dạng như thế này. Đấy, bị quét chọn dạng như này thì ta rất hơi khó. Thì để mà chúng ta chỉ có dạng ô vuông như này thôi ấy, hoặc là chữ nhật này, đấy, thì chúng ta sẽ, các bạn sẽ gõ vào lệnh OP nhé, option. Đấy, và vào cho mình cái tab selection ở đây. Đấy, và bỏ đi cái tích. Đấy, bỏ cái tích này đi. Arrow press and grab for lasso. Đấy, apply, ok. Và bây giờ anh em có thể là quét chọn là chỉ có ra cái dạng khung hình chữ nhật như này thôi, chứ không bị méo mó như lúc nãy nữa. Ok không ạ? Đó. Rất tuyệt vời. Và trên đây là những gì thao tác liên quan đến vùng chọn ở trong AutoCAD mình chia sẻ tới anh em. Anh em mới bắt đầu con số 0 nhé. Ok, anh em có thắc mắc nào hãy để lại trong cái kênh video của mình, bình luận dưới video. Hãy đăng ký kênh của mình để nhận nhiều những cái thủ thuật.